Mách nhỏ các bác mày dâu, một trong những loại rượu giúp tăng cường cái chuyện ấy mạnh mẽ các bác nha. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HDTV3. Và thưa với lại quý cô bác anh chị thì trong video này tôi xin được chia sẻ đến các bác mày dâu những cái phương pháp, một trong những cái loại rượu giúp các bác tăng cường cái chuyện đó. Nhưng cái loại rượu này là chúng ta phải tự chế biến, tự làm được mới đem lại cái hiệu quả cao các bác nha. Và thưa với lại các bác thì tôi cũng đã từng nghe những cái cuộc điện thoại của những bác gọi đến cho tôi. Bác nói rằng năm nay bác mới ngoài 50, 60 thôi, nhưng mà có nghĩa là nghĩa vụ thì còn rất là nhiều. Nghĩa vụ còn nhiều và còn cảm thấy mong muốn sử dụng nhiều lắm. Tuy nhiên là trên bảo dưới không nghe. Vậy thì bác vừa nói vừa cười, bác nói rằng cũng rất là nhiều khi cũng rất là tủi thân, cũng rất là tự ti với cái bản thân mình các bác ạ. Vậy nên là tôi cũng rất là thấu hiểu được cái chuyện này. Và thưa với lại các bác thì tôi cũng đã từng chia sẻ đến các bác những cái cách mà chúng ta có thể tăng cường cái chuyện đó. Giống như là chúng ta sử dụng trứng vịt lộn và rau răm, thì cái trứng vịt lộn và rau răm rất là hiệu quả. Tuy nhiên là nó cũng ở phần mức độ nào. Nếu như các bác sử dụng quá nhiều rau răm cũng không tốt, vì cái rau răm ấy, nó lại là một trong những cái loại thứ gọi là hai chiều. Nếu như các bác sử dụng ít và vừa đủ thì nó đem lại hiệu quả, còn nếu như chúng ta sử dụng nhiều thì nó lại ngược lại. Bởi vậy mà các bác lưu ý đó. Thứ hai là tôi cũng đã từng chia sẻ đến các bác là chúng ta sử dụng cái loại phấn hoa hay còn gọi là phấn ong đấy, thì cái loại đó là một trong những cái loại mà tôi cảm thấy là nó cũng có cái công hiệu rất là hay. Thế thì các bác có thể sử dụng cái loại này và ngâm rượu, các bác ngâm rượu các bác sử dụng thì nó đem lại những cái hiệu quả rất là tốt các bác nhé. Và trong video này thì để đáp ứng được những cái nhu cầu của các bác để tìm tòi, thì tôi xin được chia sẻ đến các bác cái loại rượu mà đem lại những cái hiệu quả rất là tuyệt vời. Đó là loại rượu ngọc cẩu. Là cái rượu ngọc cẩu này là một trong những cái loại mà tôi khẳng định với các bác nó rất là mạnh, rất là tốt. Tuy nhiên là cái loại này là các bác cần phải sử dụng đúng cái loại ngọc cẩu mà nó ở trên dãy Hoàng Liên Sơn các bác nha. Và dãy Hoàng Liên Sơn thì các bác chỉ có thể mua cái loại nấm ngọc cẩu này ở trên Sapa hoặc là trên những cái vùng núi cao thì nó mới có công hiệu các bác ạ. Vì tôi đã tìm hiểu rất là kỹ về cái loại này thì hầu hết là vì nó tốt nên là có rất nhiều những cái loại ngọc cẩu được sinh ra. Và người ta có thể tìm nó ở những vùng núi thấp cũng có, vùng núi bình thường như là những ở vùng núi ở nơi nông, ở những cái vùng núi nó chỉ cần là đồi núi thôi là nó cũng có cái loại nấm này. Tuy nhiên là những cái vùng mà đồi núi thấp ấy thì cái công dụng của nó thì không đem lại cái hiệu quả cao như là những cái loại ở trên vùng dãy núi Hoàng Liên Sơn, những cái loại mà cách mặt nước biển hàng nghìn mét cơ thì nó mới lại đem lại cái hiệu quả các bác ạ. Và vậy thì nó có hai loại, loại trắng và loại đỏ. Và thưa với các bác thì các bác nên mua ở trên cái chợ mà tôi đã từng đi cái chợ này, đó là chợ Bắc Hà các bác ạ. Nên lên đấy để mua trực tiếp của những cái người dân, người ta đào về người ta mang ra chợ người ta bán. Nó còn đất cát nó còn bám đầy cơ. Đó, đất cát nó còn bám đầy chứ không phải là những cái loại mà người ta đã đem rửa ráy sạch sẽ hay là gì cả. Mà ta phải nhìn vào cái đất đó, ta phải biết rằng là cái đất này nó là đất nó dính trực tiếp ở đó, chứ không phải là cái đất mà người ta có thể phủ lên nó được. Đấy, các bác lưu ý là như vậy. Và thưa với các bác thì cách ngâm ấy, thì tôi cũng đã từng ngâm và đem lại những cái hiệu quả rất là hay đấy. Thế thì các bác sẽ lấy về và ta thái ra, phơi. Phơi sau đó thì mới cho rượu vào ngâm. Và các bác nhớ là hãy cho thêm vào đó một chút mật ong, vì cái loại này nó rất là chát. Chát thì ngâm lâu ngày thì nó lại trở thành hơi ngọt ngọt một chút, chát và ngọt. Và đặc biệt là cái loại này nó rất tốt cho đường ruột các bác ạ. Đấy, nếu như các bác nào mà có những cái vấn đề về đường ruột thì uống cái loại này vào thì đường ruột cũng ổn luôn, rất là hay. Và thưa với lại các bác thì loại nào thì đều có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì theo như một số người thì nói rằng loại đỏ tốt hơn, một số người thì loại là loại trắng tốt hơn. Thì theo tôi thì các bác nên mua dùng cả hai. Cái loại nào tốt cũng được đúng không ạ, loại nào ta cũng dùng. Thì các bác ngâm ra thành hai bình khác nhau, hoặc là ta có thể trộn lẫn với nhau ta ngâm bình thường. Thì các bác ngâm với loại rượu ấy, là chúng ta nên sử dụng loại rượu nấu, rượu nhà nấu hoặc là rượu của những người người ta trực tiếp nấu, người ta biết, mình biết chính xác cái nguồn gốc của nó như thế nào các bác. Thì các bác lấy cái loại đó về các bác mình ngâm. Mà rượu ngâm ấy, thì đạt từ khoảng tầm 35 đến 40 độ thì ngâm là hiệu quả.
là đem lại những công dụng rất là cao. Đấy thì các bác ngâm sau một thời gian ấy thì bắt đầu nó thôi ra và cái rượu trở thành màu đen. Rượu nó thành đen vào luôn, nó đặc nó đen vào luôn. Thì lúc này các bác mới sử dụng uống, ta ngâm là ít nhất là phải ngâm 1 tháng đến khoảng 3 tháng thì mới đem ra uống. Vậy thì các bác ngâm sau đó thì các bác sử dụng thì tôi lưu ý các bác là khi mà uống loại này nó thảm, mình cho chút mật ong mà các bác nhớ là mật ong rực thì nó rất là dễ uống và nó chát nữa. Nó rất là dễ uống luôn. Và khi mà các bác uống loại này nó tốt cho cả đường tim mạch. Đó. Nhưng các bác lưu ý là mỗi lần ta sử dụng á, là sử dụng đều đặn hàng ngày, đều đặn hàng ngày, nhưng mỗi một lần sử dụng là một ngày ta chỉ sử dụng từ 10 tới 20 ml thôi các bác nhá, từ 10 tới 20 ml thôi chứ không được sử dụng nhiều, đặc biệt là với những bác mà lại có những cái vấn đề như là mình thích uống rượu chẳng hạn thì rất là khó để làm được cái việc này. Nên các bác lưu ý là cái loại rượu này ta chỉ sử dụng ít thôi và dùng đều đặn thì nó mới đem lại cái hiệu quả và công dụng tốt các bác nhá. Và thưa với lại các bác thì trên đây là tôi vừa chia sẻ đến các bác cái công dụng rất là hay của cái cây nấm ngọc cẩu, và hy vọng rằng với cái phương pháp này cũng như là những cái bài đơn giản này sẽ đem lại những cái công dụng tốt cho các bác. Và các bác ạ, các bác thử đi rồi sẽ thấy những cái hiệu quả hay lắm. Và nếu như các bác cảm thấy video có hữu ích, kênh có ý nghĩa, nhớ like, giữ nút đăng ký và nút chuông thông báo ở phía bên này vì tôi sẽ còn quay trở lại với các bác với rất nhiều những video bổ ích khác nữa. Bây giờ thì tôi xin kính chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.